Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách kiểm tra nhanh cái cảm biến VS trên dòng xe Yamaha. Thì con dòng trên dòng xe Yamaha thì các cảm biến VS thì nó có cái nguồn cấp là 5V. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra cho anh em tham khảo. Thì đầu tiên muốn kiểm tra được cái cảm biến VS này nó làm được tốt hay không thì anh em cần phải chăn ra cái nguồn và cái mát. Sau đó là kiểm tra cái tín hiệu và đo cái giá trị con diode ở bên trong cái cảm biến. Thì bây giờ mình sẽ đo cái nguồn cấp cho con cảm biến này trước anh em tham khảo. Thì để kiểm tra được cái nguồn này đấy thì anh em chọn đồng hồ thang đo điện áp là 20 dBV cho mình. Ở trên cái rắc này thì nó có gồm có 3 dây. Thứ nhất là dây màu đỏ này, dây nguồn 5V này, dây màu trắng là dây tín hiệu và dây đen là dây mát. Bây giờ nếu mà để đo được cái nguồn này thì anh em cái que đỏ đồng hồ vào cái dây đỏ. Vào dây đỏ này. Cái que đen này mình ra mắt sườn hoặc vào dây đen. Bật đồng hồ, quay đèn ra mát, thì cái điện áp của nó là đang là 4,9V này. Đấy là cách kiểm tra nguồn. Thì để kiểm tra được cái mát này thì anh em chuyển thang đo điện áp, chuyển thang đo về đồng hồ đo thông mạch, thì chuyển cái que đỏ này vào dây màu đen là dây mát, quay đèn đồng hồ ra dí ra mắt sườn tiêu chuẩn về thông mạch. Ok, đây là kiểm tra cái mát và cái nguồn. Thì bây giờ nếu kiểm tra được cái dây tín hiệu thì anh em chọn cái que đỏ đồng hồ này vào dây màu trắng, que đen anh em dí ra mát, tận đồng hồ thang đo về thang đo điện áp 20 dBV và que đen anh em dí ra mát. Anh em quay bánh thì cái điện áp, giá trị điện áp này nó phải thay đổi, tín hiệu điện áp này nó phải thay đổi, vừa về đâu nghe thay đổi đấy. Đấy là cách đo nguồn, đo mát và đo dây tín hiệu ở trên đồng hồ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo cái giá trị điện trở là bên trong con diode này xem nó còn tốt hay không. Thì anh em rút cái rắc này ra. Thì que đen của đồng hồ anh em vào dây màu trắng là dây tín hiệu. Đo lần lượt tới que màu đỏ. Dây màu đỏ. Chuyển thang đo về thang đo diode nha anh em nhé. Anh em muốn đi đo diode phải chuyển thang đồng hồ về thang đo diode. Đây này, con này đang chết mất một tờ dây tín hiệu, chết mất một con diode. Và đo với dây mát thì tiêu chuẩn dây đo dây tín hiệu với dây mát thì cái điện áp nó nằm trong cái giải là 400 đến 600 đến 700 ohm, tầm 500 đến 700 ohm thì con diode này còn tốt. Thì đang hiện tại đây nó đang chết một con, thì bây giờ mình lấy một cái mới để mình đo thử cho anh em xem. Đây là con cảm biến VS, cảm biến tốc độ mới. Thì đây giờ mình sẽ đo con này anh em xem này. Thì cái que đen của đồng hồ ta vào cái dây tín hiệu và cái dây màu trắng này anh em này. Và cái que đỏ của đồng hồ ta vào cái dây màu đỏ. Thì lúc này đo được cái giá trị điện trở trong con này là nó tầm khoảng 1 ký đến 1,5 kg. Đấy là cái giá trị con diode trong này tốt. Và tiếp tục chuyển sang đo với dây mát thì nó cũng phải nằm trong khoảng 500 đến 700 ohm. Thì con cảm biến VS này nó đang là còn tốt. Thì cái con này vừa ấy mình đang đo con này ở trên đây. Theo xe nó đã bị hỏng mất một con diode ở trong này rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo cái đồng hồ này nó còn làm việc hay không. Em quay vào đây. Thì thông thường ấy, nhiều con kim và quật khóa lên này, anh em quay bánh mà cái kim này nó không lên thì cái nguồn đồng hồ là kim đồng hồ này nó bị hỏng kẹt đúng không. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiểm tra nhanh cái kim này, cái đồng hồ này có làm việc hay không. Thì bây giờ em quay xem đây. Thì anh em kiếm một cái dây cho mình cắm vào dây mát hoặc cái rắc như này cũng được, anh em ghi một cái rắc này. Ok, anh em lấy cái dây tín hiệu của cái đồng hồ này quẹt nhanh nhanh mát và để ý cái kim trên đồng hồ này, anh em để ý này, thấy không? Khi anh em quay, khi anh em lấy cái dây mát dây tín hiệu anh em dí ra mát thì cái đồng hồ kim nó sẽ lên. Thì kết luận là cái đồng hồ này còn tốt. Nếu mà trường hợp mà đo mình quẹt đây mà kim nó không lên thì anh em cần phải tiến hành kiểm tra trong này. Mà kim nó lên rồi, ở đây nó lên rồi thì anh em chỉ cần việc kiểm tra cái nguồn ở dưới này và cái mát và cái dây tín hiệu dây lên. Đấy là cái cách kiểm tra công tơ mét của dòng xe Yamaha.
Rồi ok, xin chào anh em và chúc anh em thành công.